chúng tôi. Vâng, xin mời Liên trưởng Nguyễn Văn Hùng, hướng dẫn sĩ quan chủ tọa lên podium. Lời chào trân trọng đầu tiên của chúng tôi xin gửi đến quý vị quan khách, quý vị dân cử, quý vị di trưởng cùng các chiến hữu. Sự hiện diện đông đảo của quý vị đêm tưởng niệm và vinh danh trong ngày quân lực 19 tháng 6 là niềm danh dự lớn lao cho anh em cụ nhân của chúng tôi, đồng thời thể hiện sự gắn bó đoàn kết trong tinh thần chiến hữu huynh đệ chi binh. Dưới nghị quyết CRE 86 của Thượng nghị sĩ Tom Umpoff đã cho biết và công nhận ngày 19 tháng 6 là ngày cụ chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, nhằm tưởng niệm sự hy sinh dũng cảm với sự đóng góp to lớn của những cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc đấu tranh cho nền tự do dân chủ. Sau 49 năm nhìn lại đất nước của chúng ta, vai trò của người lính Việt Nam Cộng Hòa chưa tròn, luôn luôn trăn trở với tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Chúng tôi mong mỏi và kêu gọi sự đoàn kết, tạm bỏ những dĩ biệt cá nhân vì tập thể, vì tiếng nói chung, để xây dựng một cộng đồng người Việt tị nạn không cộng sản và luôn luôn đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước. Với đêm tưởng niệm hôm nay, chúng ta luôn luôn nghĩ đến những người bạn, đồng đội của chúng ta không may đã nằm xuống cho quê hương trước cuộc xâm lăng trắng trợn của Cộng sản Bắc Việt khởi từ 1945 đến 1975. Hơn 200.000 quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận nói chung và 20.000 quân của anh em nghĩa vụ chúng tôi nói riêng, và hơn nữa 58.000 anh em quân nhân của người Mỹ. Một cuộc chiến thật là gây go, nhưng mà tinh thần chiến đấu của chúng ta luôn luôn thể hiện quyết tâm bảo vệ đất nước. Ngày hôm nay cũng là ngày tưởng niệm cho tất cả những anh em chiến sĩ chúng ta đã nằm xuống vì quê hương. Chúng tôi, những người còn sống, vẫn mang ơn anh, và trong cuộc chiến nào đều có thắng, có bại. Xin kính chúc tất cả các anh an bình trên cõi vĩnh hằng, không có chiến tranh, không còn hận thù. Trân trọng kính chào. Xin cảm ơn phần phát biểu của Liên trưởng chủ tọa. Tiếp theo chương trình sau đây là phát biểu của một số quan khách đã được ban tổ chức sắp xếp để được mời có hân hạnh lên đây để gửi đến tất cả những người tham dự buổi lễ ngày hôm nay những cảm nghĩ nhân ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi xin phép được giới thiệu người đầu tiên, đó là kính mời Liên trưởng Phan Thị Nhân. Ông là chủ tịch của Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai, đồng thời là chủ tịch của ban điều hành của Đền Đức Thánh Trần. Xin mời Liên trưởng Phan Thị Nhân.
Kính thưa quý đại trưởng, kính thưa quý chí hữu và toàn thể người Việt tị nạn cộng sản có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Về phần chi tiết, hoặc trưởng ban cũng như chủ tọa đã nói rất nhiều về quá trình mà chúng ta thành lập cái ngày 19 tháng 6. Tôi hôm nay chỉ đề cập hai vấn đề. Thứ nhất về tội ác cộng sản. Thứ hai là hành sự của cộng sản sau khi chiếm được miền Nam. Thưa toàn thể đồng hương, phải nói rằng sau khi chiếm được miền Nam, Đảng Cộng sản đã rất dã man qua lời tuyên bố của Đỗ Mười. Tôi xin lặp lại, chiếm được miền Nam, chúng ta tịch thu tất cả tài sản của bọn chúng, và bọn chúng chúng ta đài ải trong các trại tập trung ở vùng rừng thiêng nước độc, và vợ chúng ta lấy, con chúng ta đài ải. Điển hình về học vấn thì phải xét đi ba lý lịch mới được vào đại học. Đó là lời tuyên bố của Đỗ Mười. Và do lời tuyên bố đó, thành ra từ trên tới dưới dơ vét tài sản miền Nam ngày đêm rần rộ những đoàn xe chở về Bắc để cho nhân dân miền Nam phải đói khổ, ăn bắp, ăn bò bò, ăn gạo hư hỏng. Đó là một vấn đề. Chưa nói về tội ác cộng sản, điển hình Tết Mậu Thân, Việt Cộng giết bao nhiêu người, chôn sống bao nhiêu người. Rồi trong suốt thời gian trước 75, Việt Cộng đã pháo kích vào trường học, phá hoại cơ sở của Việt Nam Cộng Hòa ngày đêm. Đó là tội ác của cộng sản. Và hành sự của cộng sản hôm nay chúng tôi nêu lên để cho mọi người thấy rằng, đánh giá rằng đó là một tổ chức. Nếu không dùng hai chữ là ăn cướp thì không còn chữ nào khác. Vấn đề thứ hai, tôi là một quân dân, sau khi ở tù về được định cư trên đất nước Mỹ, chúng tôi vẫn tiếp tục con đường đấu tranh hơn 30 năm nay để làm thế nào hỗ trợ cho toàn dân trong nước những cuộc đấu tranh để tác động tinh thần của họ, để làm thế nào giải trừ được chế độ cộng sản. Nhưng mà than ôi, 49 năm nửa thế kỷ, mục tiêu vẫn chưa hoàn thành, mà thế hệ thời gian thì định luật của thời gian không ai tránh khỏi. Thế hệ quân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa chúng ta rồi sẽ đi theo thời gian, theo định luật. Cuộc đấu tranh còn tiếp tục. Chúng ta ngày nào là quân dân còn tồn tại trên trái đất này, xin hãy tiếp tục giữ ngọn lửa, giữ làn ranh quốc cộng một cách chặt chẽ. Chúng ta đã bẻ gãy được nghị quyết 36 và các nghị quyết nối tiếp sau này, thì đồng hương thấy, nhưng lực bất tòng tâm, thời gian không có dừng lại, rồi chúng ta sẽ đi theo thời gian. Điều chúng tôi muốn nói nơi đây là con em thế hệ nối tiếp của những người tị nạn cộng sản, trong đó có quân nhân chúng ta, hãy nhìn thấy tội ác của cộng sản mà có thái độ. Nói về luật pháp thì thưa toàn thể đồng hương, cộng sản đã thừa thắng xông lên chiếm miền Nam, xé bỏ mọi hiệp định để mà xé đào
thì đây là có hợp lý không? Chúng tôi hôm nay phát biểu đây hy vọng rằng thế hệ nối tiếp phải tiếp tục con đường đấu tranh của cha ông. Và làm thế nào một ngày không xa chúng ta giải trừ được chế độ cộng sản để thật sự đem lại sự ấm no cho toàn dân trong nước. Chúng tôi rất kỳ vọng ở thế hệ nối tiếp. Và những dự kiện mà chúng tôi nêu lên, nó có trên hết. Chịu khó lấy những dự kiện đó và lấy những kinh nghiệm của ông cha mình mà tiếp tục con đường đấu tranh trong tương lai. Hôm nay chúng tôi hết sức kỳ vọng vào thế hệ thứ hai, thứ ba sẽ thành công trong các cuộc đấu tranh sắp tới. Và chúng tôi hôm nay cũng rất hoan nghênh có một số thế hệ trẻ cũng có mặt ở đây. Và điều chúng ta nói, chúng ta thưa, trước 75 chúng ta không có tiếng nói trong dòng chính phủ Hoa Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có tiếng nói. Và do đó những cuộc bầu cử sắp tới chúng ta cố gắng đi bầu cử, đưa người vào dòng chính càng đông càng có giá trị, càng có cơ hội để phục hoạt, để phục hồi lại cái danh dự cho dân tộc miền Nam trước 75. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Xin cảm ơn những lời phát biểu rất ý nghĩa và xúc tích của Liên trưởng Phan Kỳ Nhân. Tiếp theo tôi xin được hân hạnh giới thiệu phần phát biểu của ông Bùi Phát, là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Xin có đôi lời phát biểu trước toàn thể quý đồng hương cũng như quý vị quan khách tham dự buổi ngày quân lực của hôm nay. Xin mời ông. Trong cương vị chủ tịch cộng đồng, chúng tôi thay mặt cho cộng đồng người Việt quốc gia Nam California nhiệt liệt gửi lời chào đến quý chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể quý đồng hương. Kính thưa sĩ quan chủ tọa, kính thưa các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa tất cả quý vị. Nửa thế kỷ trước đây, khi quê hương còn ngập chìm trong khói lửa, thì chúng tôi còn là một thiếu niên. Tuy thế tôi cũng đủ hiểu, biết để cảm nhận được sự đau khổ của quân dân và thấy rõ được sự chiến đấu dũng cảm, gian lao và những mất mát vô biên của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và gia đình quý vị. Ngày hôm nay, nhân ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta có mặt tới đây để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, cũng như để tri ân đến tất cả mọi chiến sĩ, những người đã ra đi, cũng như những người có mặt nơi đây. Chúng tôi là những người em, người con, người cháu của quý vị. Xin trân trọng bày tỏ lòng cảm kích và tri ân đến tất cả. Lòng cảm kích này luôn khắc sâu và mãi mãi thắp sáng trong tâm tư của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng quý vị chiến sĩ, nếu có cơ hội lựa chọn thêm lần thứ hai, quý vị cũng sẽ không ngần ngại là người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ cho miền Nam tự do của chúng ta. Trong 20 năm chiến tranh khói lửa, quý vị đã trải qua bao gian lao nguy hiểm để bảo vệ miền Nam tự do. Nhiều máu xương đã đổ xuống, nhiều nước mắt đã rơi. Chúng tôi muốn quý vị biết là chúng tôi luôn biết đến và luôn luôn nhớ đến sự hy sinh cao lớn và những đau thương gian khổ quý chiến sĩ và thân nhân đã phải gánh chịu. Cộng đồng người Việt quốc gia Nam California xin chân thành bày tỏ lòng cảm kích sâu xa đến tất cả quý vị và cầu mong quý chiến sĩ và gia đình sẽ được mọi sự tốt lành. Và cũng cầu mong lá cờ vàng, lá cờ chính nghĩa
sẽ sớm bay trên khắp nẻo đường quê hương để tất cả quý chiến sĩ có thể yên tâm là tự do, dân chủ, tự do hoàn toàn đã trở về trên quê hương của chúng ta khi lá cờ vàng tung bay khắp nẻo đường quê hương. Xin trân trọng kính chào. Xin cảm ơn phần phát biểu của ông Bùi Phát là Chủ tịch Cộng đồng Lực lượng Quốc gia Nam Cali. Tiếp theo, tôi xin được hân hạnh giới thiệu phần phát biểu của bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân. Anh là biểu tượng cho một thế hệ trẻ, là một hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Với những sự tích cực và nhẫn nại, cố gắng, hiện tại anh đang là chủ tịch của Viện Bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nơi lưu trữ và ghi dấu tất cả những hình ảnh và những liên hệ tới đời sống quân ngũ của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đây xin mời quý vị nghe lời phát biểu của bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân. Xin mời quý vị. Thưa các vị niên trưởng, cựu chiến sĩ, kính thưa quý quan khách và các bạn hữu. Trước nhất chúng tôi xin cảm ơn ban tổ chức Liên hội Cựu chiến sĩ để cho chúng tôi có cơ hội lên đây phát biểu trong ngày lễ kỷ niệm Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm nay, chúng ta quy tụ ở nơi thiêng liêng này để vinh danh những người chiến sĩ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã chiến đấu bảo vệ cho miền Nam, chống lại kẻ thù cả bên trong lẫn ngoài biên giới trong những năm tàn khốc của chiến tranh Việt Nam. Trong biên niên lịch sử thế giới, câu chuyện về người lính Việt Nam Cộng Hòa là câu chuyện về lòng dũng cảm, sự hy sinh và cống hiến không ngừng cho ý tưởng tự do. Ngay từ đầu thành lập, quân đội đã đứng lên như một bức tường chống lại các thế lực độc tài độc đảng của Cộng sản thế giới, quyết tâm bảo vệ quyền tự do của người dân và bảo vệ chủ quyền của miền Nam Việt Nam. Song trong suốt 20 năm đấu tranh gian khổ chống lại phiến quân Việt Cộng và quân đội Bắc Việt, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã thể hiện sự dũng cảm và kiên cường khi đối mặt với kẻ địch. Từ những trận đánh đẫm máu của Tết Mậu Thân năm 1968 đến cuộc phản công dữ dội của mùa hè đỏ lửa năm 1972, họ đã chiến đấu với quyết tâm và thể hiện sự cam kết với sứ mệnh bảo quốc an dân, bảo vệ đất nước Việt Nam Cộng Hòa và nền dân chủ non trẻ của người dân. Nhưng thang ôi, bất chấp những nỗ lực và sự hy sinh anh hùng của họ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng đã phải đối mặt với sự thất bại và bị bức tử vào tháng 4 năm 1975 sau khi đồng minh Hoa Kỳ cắt viện trợ quân sự và bỏ rơi họ. Đó là một cái kết thúc cay đắng và đau lòng sau một cuộc chiến gây thiệt hại nặng nề cho hai bên và để lại một di sản mất mát và đau buồn cho các thế hệ hậu duệ từ sau. Tuy nhiên, ngay cả trong thất bại, tinh thần của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn sống mãi trong ký ức của các cựu chiến sĩ và di sản lâu dài của tự do và dân chủ mà họ đã chiến đấu để bảo vệ. Ngày hôm nay, chúng ta đứng ở trên mảnh đất tự do, chúng ta hãy biết ơn đối với những người chiến sĩ can đảm này. Sự phục vụ và hy sinh của họ đã mở đường cho cuộc sống tự do và các cơ hội thịnh vượng mà tất cả chúng ta đang tận hưởng ngày nay trên quốc gia vĩ đại Hoa Kỳ. Chúng ta đừng bao giờ quên sự hy sinh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta hãy cố gắng bảo tồn di sản của họ cho thế hệ tương lai, để con cháu chúng ta
luôn ghi nhớ và trân trọng những lý tưởng cao cả của tự do, dân chủ và nhân quyền mà họ đã dâng hiến cuộc đời tranh đấu cho. Xin cảm ơn. Cảm ơn phần phát biểu của bác sĩ Nguyễn Hồng Quân. Thưa toàn thể quý vị, sau đây tôi xin giới thiệu một diễn giả cuối cùng sẽ gửi đến quý vị những lời tâm tình cũng như là những ý nghĩ về ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa qua ý nghĩa của một giới trẻ. Tôi xin được hân hạnh giới thiệu cô Michelle Đỗ, là đại diện của thượng nghị sĩ Trần Ánh Nguyệt, có đôi lời tâm tình với toàn thể quý vị. Xin mời cô. Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý vị niên trưởng, kính thưa quý vị cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và kính thưa quý vị quan khách. Michelle đại diện cho thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, chúng tôi thật vinh dự được có mặt nơi đây hôm nay để tri ân những người cựu chiến sĩ đã phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng chiến đấu để bảo vệ quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý vị, cái giá phải trả cho sự phục vụ tổ quốc của họ là hơn 250.000 chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải hy sinh để bảo vệ cho nền tự do và dân chủ của Việt Nam. Riêng đối với những người còn sống sót, thử thách của họ gặp phải không phải chỉ dừng lại ở chiến trường để mà họ đã phải đối diện với những sự đàn áp tù đầy của Cộng sản sau năm 1975. Hôm nay, chúng ta cùng nhau để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những cựu chiến sĩ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và để tôn vinh sự phục vụ của họ cho Tổ quốc và để đảm bảo rằng sự hy sinh và phục vụ của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Thật phù hợp khi chúng ta chọn ngày 19 tháng 6 hàng năm là ngày của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một ngày nhằm ghi nhận sự đóng góp của những vị anh hùng này. Và hôm nay đại diện cho thượng nghị sĩ Janet Nguyễn để ghi nhận sự phục vụ cho tổ quốc của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin trao tặng bằng vinh danh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và chúng tôi trao tặng bằng cho Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa miền Nam California. Và chúng tôi cũng xin gửi đến các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa một lời tri ân, sự phục vụ và hy sinh của quý vị sẽ mãi luôn được ghi nhớ. Xin cảm ơn. Xin mời Chiến Lũng Nguyễn Văn Hùng, đại diện cho ban tổ chức cũng như là đại diện cho Liên hội lên gần bằng tưởng lục của thượng nghị sĩ Trần Ánh Nguyệt. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu của các vị quan khách vừa rồi đã gửi đến toàn thể chúng ta những lời tâm tình, những suy tư về thân phận của đất nước và đồng thời từ đó chúng ta thấy được cái công ơn cao cả của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa là chúng tôi đã xả thân bảo vệ miền Nam Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị. Và để thay đổi không khí, xin mời niên trưởng chủ tọa cũng như toàn thể quý vị lắng nghe một ca khúc nói lên tâm tình của một người lính đồn xa. Trong những khoảnh khắc thinh lặng nào đó, anh đã nhớ về hậu phương, nhớ về người em gái hậu phương và đã trải lòng mình trên những trang thư. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Thư Của Lính, một sáng tác của cô nhạc sĩ Trần Thị Thanh qua sự trình bày của cô Elida Thùy Linh. Xin mời cô.